chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người, một ngày mới gặp nhiều điều may mắn nha. Thưa bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay và chủ đầu tuần ngày thứ ba tại hai sàn cà phê London và New York thì còn tăng trở lại bà con nha. Bây giờ mình sẽ quay bằng giá cà phê thực tế tại hai sàn London và New York xem mình tăng bao nhiêu, và sau đó mình sẽ phạt bằng giá cà phê bằng giá tiêu ngày hôm nay tại địa phương Hà Tĩnh xem tỷ lệ ra sai, bà con tham khảo nha. Bây giờ mời bà con mọi người theo mình theo dõi giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba tại sàn cà phê Rota thì tăng trở lại bà con nha. Cụ thể là kỳ hạn nhau ngày tháng 7 thì tăng lên 8 đô lên 2.105 USD trên tấn, kỳ hạn nhau ngày tháng 9 tăng lên 10 đô, kỳ hạn nhau ngày tháng 11 tăng lên 10 đô, kỳ hạn nhau ngày tháng 1 năm 2023 tăng lên 11 đô bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn New York chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba tại sàn cà phê Rican và tăng trở lại bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hạn nhau ngày tháng 7 thì tăng lên 3.65 sen lên 229.15 sen trên pound, kỳ hạn nhau ngày tháng 9 tăng lên 3.75 sen, kỳ hạn nhau ngày tháng 12 tăng lên 3.65 sen, kỳ hạn nhau ngày tháng 3 năm 2023 tăng lên 3.60 sen bà con nha. Vậy là chủ phiên giao dịch ngày hôm nay cả hai sàn cà phê London và New York được tăng trở lại. Bây giờ mình mời bà con và mọi người theo đạp vào mình theo dõi bài nhạc cà phê bằng cái tiêu tại cả địa phương ngạc tỉnh ngày hôm nay xem video ra sao bà con nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2022. Thưa tất cả bà con và mọi người, sau đây là bảng giá cà phê bằng giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ ba tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.